Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sở tách con tóc cần có ký hiệu là PRQ nè các bạn, để nhận chương trình ưu đãi 1 triệu tóc cần có ký hiệu là PRQ nè. Và ngoài ra các bạn có thể nhận airdrop của nó các bạn. Thì nhận airdrop nó thì chưa có airdrop, nhưng sau này nó có sẽ một chương trình airdrop là snapshot nè. Nghĩa là nó chụp nhanh các bạn sở tách đó các bạn, thì nó sẽ phân phối tôi cần PRQ cho các bạn Glam nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần copy contract của tóc cần PRQ nè các bạn. Các bạn sao chép nha các bạn. Để mình chép coi con này giá bao nhiêu các bạn. 0.5 đô cho một tóc cần. Các bạn sẽ tách một lượng nhỏ thôi các bạn. Để mình nhận airdrop nha các bạn. Rồi các bạn mở trình duyệt với chocolate mình ra nè. Các bạn vào bấm đáp. Các bạn mở sàn Bankia Swap. Các bạn cần có ít nhất là khoảng 2 đô rưỡi đến 3 đô bin bin nha các bạn. Rồi sau đó các bạn dán con sắt này vào đây nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một app nha các bạn. Sau đó thì các bạn mình sẽ lấy bin bi mình mua con PRQ này một lượng nhỏ nha các bạn. Ví dụ như mình mua 3.4 đi các bạn. 3.4 là cỡ khoảng 1 đô rưỡi. Rồi các bạn swap nha các bạn. Rồi bấm confirm swap, chỉnh phí trượt 0.5 nha các bạn. Rồi bấm chấp thuận nè. 2 đô 6 gì ta. Rồi sau đó các bạn chờ nó xác nhận blockchain chút xíu nha các bạn. Rồi chưa? Nó đang giao dịch các bạn. Rồi sau đó thì các bạn trở qua với chocolate các bạn đi. Các bạn add con chắc nó vào nha các bạn. Thêm hợp đồng nó quá nè. Rồi bạn bấm làm xong nha các bạn. Rồi ok, mình đã về được 3.4 tập cần nè các bạn. PRQ. Sau đó thì tiếp theo thì các bạn cần copy cái link của nó để mình đi start pool nha các bạn. Cái link UI Space nè. Rồi các bạn mở địa chỉ trình duyệt wiki browser của tất cả bạn ra để connect với địa chỉ MetaMask của tất cả bạn nha các bạn. Rồi khi vào các bạn bấm vào một plan nha các bạn. Rồi mình connect với MetaMask nha các bạn. Đầu ta mở MetaMask mình ra cái. Rồi tất cả các bạn nhập mật khẩu địa chỉ với MetaMask của các bạn vào nha các bạn. Rồi khi vào các bạn nhớ connect các bạn, vì mình đã connect luôn. Nãy mình có test thử rồi mình connect luôn các bạn. Sau khi các bạn vào đây xong thì các bạn chọn vào bài banh cùng nữa các bạn. Các bạn chọn trang web cho máy tính nha các bạn. Thì connect là khá là dễ, các bạn bấm vào một trên cùng là các bạn connect à. Rồi sau đó các bạn bấm vào một swap nha các bạn. Rồi sau đó cái dòng đầu các bạn chọn là BNB Smart Chain Address Start Chain. Rồi sau đó thì các bạn mình ghép thành khoản các bạn, mình áp lại các bạn. Thì ở đây trên đây các bạn chọn là 0.4 đi. Rồi như các bạn phần này thì các bạn chọn cái khoản 0.4 thôi. Rồi các bạn bấm vào Approve. Tại mạng yếu tại. Rồi sau đó các bạn mở địa chỉ MetaMask các bạn xác nhận nè. Rồi sau đó các bạn bắt đáp lợi các bạn. Ok, để closer là thành công nha các bạn. Sau đó các bạn bấm vào một plan lên nè. Các bạn deposit nha các bạn. 3.4. Rồi các bạn bấm vào deposit nè. Rồi các bạn vô đây các bạn xác nhận cái nữa nha các bạn. Rồi các bạn xác nhận nè. Rồi ok. Rồi quan chờ chút xíu nha các bạn. Chờ nó đang start để mình sẽ chặn lại nha các bạn. Vì dự án này nó trong phiên bản beta nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào withdraw các bạn. Thì mình sẽ nhận lại được cái đồng này. Sau này có nhiều các bạn rút về nha các bạn. Rồi vậy video mình ở đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.